Xin chào tất cả mọi người, trở lại với Vải Cả Linh Hồn Channel. Hôm nay, hãy cùng mình khám phá về những Astro Switch của Kamen Rider Forger và công năng của chúng nhé. Đầu tiên là Switch số 1, Rocket Switch, tạo ra một quả tên lửa cực chất ở cánh tay phải, cho phép Forger di chuyển trên không. Sử dụng Rider Rocket Punch tăng thêm 40 tấn vào cú đấm của mình. Tuy nhiên nó không dễ sử dụng chút nào. Switch số 2, Launcher Switch, trang bị súng bắn tên lửa ở chân phải, hỗ trợ cho việc tấn công tầm xa, lưu ý, độ chính xác thấp VL. Switch số 3, Drill Switch, tạo mũi khoan khổng lồ ở chân trái, với Rider Drill Kick có thể xuyên qua mọi vật thể. Switch số 4, Radar Switch, giúp liên lạc, xác định kẻ thù xung quanh và điều chỉnh độ ổn định của Launcher Switch. Switch số 5, Magic Hand Switch, tạo thêm một cánh tay ở tay phải. Cánh tay dài giúp bạn làm nhiều việc có ích như vừa chơi game vừa làm toán chẳng hạn. Switch số 6, Camera Switch, tạo một cái camera ở tay trái, nguy hiểm, không nên dùng để tự sướng. Switch số 7 là Parachute Switch, cẩn thận, chỉ xài khi đang rơi tự do. Switch số 8 là Chainsaw Switch, tạo ra lưỡi cưa cực bén với tốc độ xoay lên đến 15.000 vòng một phút. Tuy nhiên, lưỡi cưa ở chân cũng khiến hạn chế cho việc di chuyển. Switch số 9 là Hopping Switch, bay cao nào nhảy cùng Hopping Switch. Switch số 10 là Electric Switch. Ban đầu, Forger chỉ có thể biến đổi phần tay của mình. Tuy nhiên, sau khi cho phép sức mạnh của Electric Switch chạy vào cơ thể, Forger đã có hình dạng mới là Electric Step. Switch số 11 là Scissor Switch. Khi sử dụng, thêm vào cánh tay trái một cây kéo. Có ai đang muốn học thủ công không? Switch số 12 là Beat Switch. Dàn loa siêu xịn, vật phẩm dành cho dân quẩy thâu đêm, đặc biệt là khá bảnh. Switch số 13, Generate Switch. Trang bị một quả chùy xích mini vào tay phải. Chú ý, nhìn có vẻ hơi lỗi thời, không dành cho người ăn diện theo thời đại. Switch số 14, Smoke Switch. Trang bị vào chân phải một máy phun khói, hoạt động hiệu quả trong bán kính 5 dặm, thích hợp làm cản trở tầm nhìn đối phương. Xin nhớ, sản phẩm này không bảo vệ môi trường. Switch số 15, Spy Switch. Trang bị ở chân trái một đống bùi nhùi gì đó, tăng sức tấn công cho chân trái, nhưng bù lại tốc độ bị hạn chế vì nó rất nặng. Switch số 16, Win Switch. Trang bị cho tay trái một thiết bị như móc cần cầu, có thể bắn ra với tốc độ cao và kéo vật thể nặng 5 tấn. Switch số 17, Flash Switch. Tạo ra một đèn flash vào tay phải người dùng, độ sáng có thể kiểm soát, vì vậy có thể dùng làm choáng tầm nhìn kẻ thù hay chỉ dùng để chiếu sáng. Switch số 18, Siêu Switch. Tạo lớp khiên chắn. Mặc dù kích thước khá nhỏ, nhưng nó có thể giảm sát thương của đối phương rất tốt. Switch số 19, Gatling Switch. Tạo ra một Gatling Gun Mini ở chân trái, với tốc độ bắn 10 viên mỗi giây. Chú ý, không thể di chuyển khi sử dụng. Switch số 20, Fire Switch. Giúp cho Forger có thêm hình dạng và vũ khí mới, có khả năng hấp thụ nhiệt độ các đòn tấn công của kẻ thù. Switch số 21, Stealth Switch. Thứ này giúp cho Forger tàng hình trong một thời gian ngắn. Có ai muốn thử chơi trốn tìm không? Switch số 22, Hammer Switch. Biến tay trái của Forger thành một cây búa siêu to, siêu khổng lồ, tăng sức tấn công đáng kể, có thể đập tất cả mọi thứ, kể cả đập đá. Switch số 23, Gutter Switch. Tạo ra một vòi nước ở chân trái Forger, nhưng nước này ở đâu ra vẫn còn là một bí ẩn. Switch số 24, Medical Switch. Tạo ra một hộp y tế ở tay trái, nghe đồn có tác dụng trị thương, giải độc, sâu răng, ung thư nách, hôi miệng, HIV và một số bệnh nan y thầm kín khác. Switch số 25, Pen Switch. Tạo ra một cây bút ở chân phải, điều đặc biệt là sau khi viết trên không khí, ký tự được viết sẽ trở thành vật thể. Bạn sẽ viết gì nào? Switch số 26, Wheel Switch. Tạo một chiếc xe mini ở chân trái, giúp tăng tốc độ cho Forger, mà hình như nó đi được cả trên tường thì phải. Switch số 27, Screw Switch. Tạo một motor ở chân trái, giúp di chuyển dưới nước. Switch số 28, Hand Switch. Khác với Magic Hand, cánh tay này chỉ làm những việc mang tính chất tinh tế. Switch số 29, Scoop Switch. Tạo ra cánh tay máy xúc, giúp cho công việc đào mỏ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Switch số 30 và 31, Magnet Switch. Sử dụng kết hợp với nhau tạo nên hình dạng mới của Forger. À mà, nó còn có thể dùng để liên lạc như điện thoại nữa. Switch số 32 là Freeze Switch. Tạo ra một chiếc tủ lạnh ở chân phải, thích hợp để sử dụng trong thời tiết nóng bức, khiến cho nắng nóng xa dần. Switch số 33 là Claw Switch. Trang bị vào bên tay phải một móng vuốt sắc bén màu tím mộng mơ, vũ khí thích hợp cho phụ nữ xài với mục đích đánh ghen. Switch số 34 là Boss Switch. Triệu hồi ván trượt thần kỳ, dù bất kỳ tình huống nào, ván trượt vẫn sẽ dính vào chân của bạn. Switch số 35 là Yan Foot Switch. Tạo một bàn chân khổng lồ, có khả năng đặc biệt khuếch đại lực hấp dẫn và đè bẹp kẻ thù. Switch số 36 là Arrow Switch. Gắn thêm tua bin ở chân trái, mới đầu mình có cảm giác nó như cái máy hút bụi vậy. Switch số 37 là Gyro Switch. Một sản phẩm khác dùng để bay, nhưng ít ra nó dễ xài hơn cái tên lửa. Switch số 38 là Net Switch.
Từ cái vợt ở chân có thể tạo ra lưới điện cực mạnh không nên dùng để bắt côn trùng. Switch số 39 là Stamper Switch. Con dấu nguy hiểm, sau khi bị ấn lên người, vài giây sau đó biểu tượng con ấn sẽ phát nổ. Switch số 40, Cosmic Switch. Sử dụng sức mạnh của tình bạn, tạo ra hình dạng cuối cùng của Forger, đoạn lần đầu xài, nó nổ nhìn vui vờ cờ lờ. Meteor Switch. Giúp mé tèo Henshin và sử dụng những đòn tất sát. Lâu lâu mé tèo cũng dùng như công cụ để liên lạc với Tachibana-san. Meteor Storm Switch, một công tắc để mé tèo có hình dạng cũng như sức mạnh mới. Fusion Switch, một switch giúp kết hợp sức mạnh của mé tèo và Forger. Nadeshiko Switch, sử dụng kết hợp với Fusion Switch giúp cho Forger có sức mạnh tối thượng. Shinchan Switch, sử dụng với chức năng khám bựa. Lúc mới nghe đến switch này, mình đã nghĩ đến một Shin khác. Yuki Switch, riêng cái này, mình không có gì để nói. Clear Drill Switch, chính là một switch hoàn thiện của Drill Switch. Đưa Forger vào hình thái Rocket Drill State, và chắc nhiều bạn chưa thấy hình dạng này của Forger bao giờ. Clear Launcher Switch, cũng là một dạng hoàn thiện của Launcher Switch. Tuy nhiên, nó không giúp Forger có thêm hình dạng mới. Switch S1, Rocket Switch Super One, cho phép Forger sử dụng Rocket State với sức mạnh của tên lửa đôi. Switch S3, Drill Switch Super 3, kết hợp với Rocket Switch Super 1 trang bị cho GoBuster O2 tên lửa và 2 mũi khoan. Gate Switch là công tắc cổng giúp cho Kengo và mọi người ra vào Rabbit Hut. Legend Rider Switch có khả năng triệu hồi các Rider tiền bối. Vừa rồi là một số Switch mà mình biết. Nếu có thiếu sót Switch nào hãy comment bên dưới nhé. Đừng quên like và theo dõi để ủng hộ những video mới. Giờ thì bye bye bye.